Tôi sẽ chấm tất cả những cái nguyệt cho các anh coi. Tôi chấm nhẹ, tôi nói tới đâu, tôi chấm tới đâu tôi nói. Bây giờ tôi mới lấy bất cứ một cái nguyệt nào nha. Bất cứ một cái nguyệt nào thì có căn cứ và có điểm trượt của nó thì tôi mới lấy được, chứ không lấy căn khơi được. Mà tất cả mấy anh không được lấy căn khơi, lấy căn khơi là chặt. Hãy lấy có căn cứ, có cơ bản. Bây giờ tôi muốn lấy một cái nguyệt là 300. Nhưng muốn lấy một cái nguyệt 300 thì tôi mới xác định được một cái nguyệt là 342. Như vậy là tôi có 26 rồi. Tôi có 126 rồi. Bây giờ tôi lấy tôi kia 103 ra. Đó thì chia đôi ra thì 103 nằm ở đây. Thì tôi có 103 rồi mà tôi muốn kia muốn kiếm được một số 342 thì cái số này tôi chia làm đôi ra thì đây 342. Như vậy là con tôi muốn kiếm được số 300 thì tôi có 342 tôi kéo qua từ con mắt chồng ngươi, con ngươi con mắt phía trong của con mắt trái và con phải kéo thẳng lên. 342 kéo qua thành một góc vuông thì đó là một việc 300. Không sai được, cái thảo thành cũng vuông sao sai được. Như vậy là đây tôi kéo lên thì đây tôi kéo qua nó thì nguyệt 300 nằm ở đây không thể sai được nè. Chồng đen này kéo lên, tôi kéo lên tới đây ha, thì đây tôi kéo qua thì nó đây chứ thấy ngang chân trăm lẻ ba chỉ chắc cái chẳng có cao 100 mà 300 không sai được, đâu sai được. Nếu bây giờ tôi kiếm 124 124 chiếc khác là tôi phải có 103 tôi mới lấy được chứ. 124 là nó nằm ở con mắt phía ngoài của con mắt trái và con mắt phải hai bên thì nó một kép, nó là hai nguyệt. Thì từ 103 ta kéo qua con chồng đen của phía ngoài của mắt này nè, kéo 103 chồng đen phía ngoài của mắt trái của phải kéo lên tạo thành một góc vuông thì nó là 124. Như vậy là đây nè, bây giờ ta nhắm mắt rồi, mình người ta nhắm mắt thì mình cũng thấy được cái chồng đen, chứ không phải là ta mở mắt cho cháu ta nhìn mình để nhìn tôi lấy việc bệnh nhân anh gái nó nhìn tôi thẳng luôn lên như nặng rồi để tôi lấy cái việc mà chồng cho nó chính xác không lúc chậm. Lấy đứa nào như vậy nào nắm nhắm mắt đi thì có thể là chồng đen, anh thấy là chồng đen cái phía ngoài nằm đây không? Mình đón mà phải nó nằm đây không? Dứt khoát rồi. Như vậy là cái thằng này tôi kéo qua, ở đây tôi kéo lên tạo thành một cái luôn thì đây phải 124 không? Nắm mắt lại đây thì tôi dứt khoát lại cái chồng đen đang đây nè đó. Như này tôi kéo thẳng lên đây tôi kéo qua thì đây 124 không? Không sao rồi. Hả? Anh phải lấy có một cái điểm tựa. Thì mới lấy được, chứ không lấy khơi được. Khi nào mà anh đã nhận diễn thì anh cứ quyền đón, mà đón cái độ chính xác phải là 95% trở lên. Chứ tôi đón nằm ở đây không được. Bây giờ tôi cho anh đón, bây giờ tôi đón. Cứ bắt đầu tôi đón. Bây giờ tôi có một cái số nghiệp 124. Bây giờ tôi không có đón theo kiểu chấm chính xác gì nữa, mà tôi quyền đón chứ. Bây giờ tôi đón cái thằng này, tôi kéo lên cái thằng này nửa mắt, tôi kéo lên, tôi kéo dài lên, tôi gặp được một điểm đau này ban đêm mà cái khi tôi kiểu 124 để tôi chỉ mất cũ mà thì tôi kéo lên thì tôi cho này nó có điểm đau, tôi biết nó là 124 này. Bây giờ tôi kiểm lên điểm đau thì tôi kéo lên khu, tôi biết cái khu vực này thì tôi dây chỗ này thì tôi biết bị tôi mất ngủ mà bị mất ngủ là cho kinh không ổn định thì tôi mất ngủ thì tôi dò này. Như vậy là tôi kiếm thằng số 34 để tôi chịu mất ngủ. Thế thì tôi biết cái đây cái đầu chỗ này là chị tôi kéo lên được kiểm giờ này sao có điểm đau đó là tôi đón. Đón có một kim đùi đào ta dây thì điểm ra đó. Thì đó là cái nguyện. Xong rồi tới 26 thì ra từng bài rồi đưa qua. Đây. Tới đây là 103. Tôi đón được kim đùi đào. Tới đây 106, tới đây là 300. Như vậy là tao thêm 2 việc nữa.
để tôi chịu bắt cổ là 267 217 bên đây vậy, 267 217 và cuối cùng là bao nhiêu, 51. Như vậy là ta dây thêm lần nữa chẳng là hết ra thì cái thai này một nữa cái chậm xuống ngủ luôn. Lúc này là ta không cần suy nghĩ gì nữa, những cái lòng tư tưởng là do 126 này và cái bọn cái ổn định thì nó cắt mọi cái liên lạc từ ở ngoài vô trong đầu óc ta, nó cắt bỏ hết, không cho vô nữa. Thì chúng ta đã mới ngủ được. Còn thứ là tại sao mà có nhiều người nói tôi chấm gì thầy nhưng mà tôi cũng được, vì anh chấm chưa hết đau mà anh làm sao chấm mấy cái việc nó ngủ đó không còn điểm đau nữa, thì lúc đó là tự nhiên cái tay chết xuống, cái tay này nó rớt xuống là cái cây này nó rớt xuống, thì thôi để tập trung ngủ đi, không suy nghĩ gì nữa. Thì cái thằng cái nước là em dễ đưa anh dừng anh ngủ tới sáng nay, nhất là làm cho bây giờ ngủ sâu rồi. Cái đó là bộ nguyên bộ ngủ đó, vừa ổn định thần kinh vừa mất ngủ luôn, bởi vì mất ngủ là do thần kinh, tất cả những bệnh mất ngủ là do thần kinh, thì người ta ổn định thần kinh được, nhất là mai hai nếu mà hợp đế quá, cái lấy cái tay cái 26 rồi đây, ngón tay giữa bàn tay trái nó phụ trách nhịp tim, vậy ta lấy ngón tay trái ta để vậy nè. Để gì thì làm gì ta ngủ luôn, mà cái tay nó cho ngủ luôn. Con số 10, con số 26 rồi, nó cắt bộ liên lạc ở ngoài sắp nhập vô. Mình để chút xíu em có một suy nghĩ chứ. Đâu vô được là suy nghĩ. À, chết chưa? Bây giờ bắt đầu, chỉ coi tôi chấm nè. 103, 104, 104, 197, 197. 422, 421, 422, 421, 422. Số 2, 65, 65, 34, 97, 102, 100, 267, 217. Nè, ở đây 131, 130, đây là 420, 460, đây là 16, 139, 138, số 0, 74, 79 đây ha, 79 trị lưỡi là 2, 14. Qua đây cũng vậy, bên đây ta chấm bên thôi. Cái số này 188, trị cực cổ rất là hay. Nhưng mà trị hơi nách, vô chất dịch, chấm 179, hơi 179, hơi 179, hơi nách hết. Ha. Như vậy là, đây là 61, 467, 491. 73 81 89 59 nè. Đó. 60 60 68 69. Đây tam giác ấy thêm chấm bên này. Nè, tam giác của Hoa Tử 39 121 120. Tam giác Tỳ 37 40 481 132, 132 là Tỳ. Nha. Thì thường ít số này ít xuất hiện không, nhưng mà bệnh nặng thì thành số này nó có xuất hiện liền trong cái bộ miệng của bệnh tâm các tỳ á, mà bệnh tỳ mà nặng có vấn đề gì thì số 132 là nó sẽ xuất hiện trong cái phát đồ, nó có xuất hiện như vậy là 19, 64, 63, số 7, số 113, 17, 38, 29, 22. Đây cái số này nó quan trọng nè. Số 9. Đây là từ cái số 134, 131 này kéo xuống. Khóe miệng này kéo qua, đây là số 9, 196. Đây là 275. 275, 277 nha. Đây là 14. Đó mình dự. 127. 22, 235, 235, 22, 87, 156, 85, 51, 51, 28 đây, từ chỗ này kéo qua đây, 28 cây, đó,
bao nhiêu đó thôi thì dứt khoát mình chị được tất cả các loại bệnh trong cái sổ chị bệnh đơn thuần chị được hết rồi đó. Bộ việc này kết hợp với gì? Triệu chứng cảm giác, đồng thời vô bộ vị và vô đồ hình bán chiếu là mấy anh thành công rồi đó. Còn mấy anh chỉ cần thuộc cho tôi cái số việc này, đồ hình thẳng chiếu và 8 nguyên tắc trị bệnh không dùng thuốc, số phần lại để thầy lo. Bài thơ là cái gì? Anh muốn bệnh gì anh nhắn tin qua thì tôi trong cái bản đồ của tôi đưa anh trong cái sách tôi đã gửi trên cái nhóm này đó, anh ghi ra làm số tay. Còn cái nào mà không có trong đó thì anh cứ nhắn tin ra, tôi bệnh bên này rồi tôi sẽ gửi cái bản đồ cho anh về chị. Nhưng mà cơ bản là mấy anh phải nắm được cái số nguyện, đồ hình, 8 nguyên tắc thì tôi mới giúp anh được. Còn anh nắm được giờ tôi có được anh hết cái tâm huyết của tôi thì anh cũng không làm được gì, khẳng định điều đó. Thành ra ai hỏi tôi anh học viện trưởng chưa, anh có biết bắt đầu chưa, anh có biết đồng ứng chưa, biết 8 nguyên tắc chưa, nó nói chưa thì thôi nghỉ chơi thì được rồi, nhưng mà cho anh ăn chuyện không được lắm. Cái đứa coi cho cho đại được, nhưng đừng đừng cái thôi không phải cho nó phải chỉ không được. Thầy cho em hỏi. Đó. Thầy, em muốn hỏi là nếu như mình khi mình vô một bệnh á, là mình đi bộ huyệt căn bản trước hay là mình đi sinh huyệt trước, mình đi bộ vị trước? Vô bộ chị thí dụ chị cái bệnh gì? Ví dụ như là chấn thương sọ não đi. Thì là mình đi là bộ huyệt căn bản trước hay là bộ huyệt trước, em muốn hỏi như vậy. Căn bản là cái bộ huyệt đã có sẵn đó thôi. Bây giờ trước anh đã chấn thương cho não rồi, anh té không? Trước nhất là nếu mới á, nếu mới mà có máu đi ra thì ta cầm máu liền để cho máu không chảy ra nữa, còn bộ huyệt cầm máu đúng rồi. Còn thứ hai là người ta không còn chảy máu nữa mà có máu ọc trong não thì tăng bụng tập đi, rồi ta muốn tăng làm đi, rồi ta vô cái bộ não tức là vô toàn cái đầu đi ha, là vô bán cầu đại não nè, tùy theo cái chỗ mà chấn thương xong rồi ta hơi cái bàn tay nắm lại đó, giờ hơi vị trí não. Bây giờ hơi cái bàn tay nắm lại này thì ta biết nó làm đâu rồi. Nó xin việc này nó báo. Thí dụ nó báo ở đây thì ta biết là ở chỗ đây rồi. Thí dụ như nó nóng ở chỗ đây thì ta biết chính xác là đậy người trong cái đạn. Như vậy là ta ấn thì hơi, ta ấn thì cho tan một bằng lại. Nhưng bị giới điều kiện là phải ấn tan một lần, nó mới tan. Nó tan khi một vòng nó tụ đó, nó tan khi vòng tan cái đồng nó sẽ thành nước rồi. Thì như vậy mình không làm nữa mà tay dùng nó rút về, nó rút bạc nó bầm nó về, nó về nó chơi, bây giờ trồng cái lá lách trồng ở nát này nè. Thời gian nhiều quá thì thường hay nổi hạch ở đây, nổi hán ở đây, rồi nổi bàn tay nè. Như vậy là ta giải phóng lá lách, làm cho lá lách mát đi, nó khỏe đi, thì nó đem cái tất cả này nó thấy cái trọng này thấy cho mày. Đó là nó theo nguyên tắc của các cái nhiệm vụ của các tạng của thằng Tàu thì nó làm. Như người ta ở đây như quét dọn thì nhiệm vụ có quét dọn, chứ thằng quét dọn quét nhà quét cửa này nó không phải ngồi trong văn phòng đó là nó làm gì được. Người nào chuyện đấy mà thằng gan có nhiệm vụ của thằng gan, thằng tỳ có nhiệm vụ của thằng tỳ, thằng phổi có nhiệm vụ của thằng phổi, thằng thận có nhiệm vụ của thằng thận, thằng tim có nhiệm vụ của tim, chứ không nó không có. Nó không có thằng làm thay cho nó, nhưng mà nó có mối quan hệ tuần hoàn với nhau, không thể tách rời nhau như mà cái nhà máy mà dây chuyền nhé. Anh may một cái áo thì dứt khoát là không phải may cái có thằng dây chuyền nó may cái cổ chứ. Nếu mà phần nó không may cổ thì đâu thành cái áo đâu, đâu mặc rồi không có tay sao mặc.
À, bây giờ nếu họ chàng đông đúc nó phải cái nó phải có cái khâu cái chuyện đó, nhưng mà tất cả đều phải có một cái dây chuyền phối hợp đồng đều nhau cho người khỏe được. Ví dụ như anh đau thận hay suy thận thì sao khỏe được? Đi thận nuôi kinh nuôi xương nuôi cốt, mà xương cốt anh thận không cung cấp được thì làm sao khỏe được? Mà anh không làm gì anh không khỏe được, thận nó thải ra chất độc ra thì ảnh hưởng cái gan, ảnh hưởng tử hay nuôi tỳ, ảnh hưởng đến phổi. À, thành ra phải giải phóng là giải phóng tất cả những cái tạng và cái phụ, làm cho nó đồng bộ khỏe hết thì nó khỏe được. Nha. Rồi, đó là cách giải thích. Thì cái dịch chứng này nó chỉ là nó quá chỉ là một cái đau thận là chi thận không? Anh đâu có tử chị có tử không đâu? Không có. Đau tử dứt khoát là phải trị tì. Bởi vì tạng phổi nói chung, tì là tạng, phổi là bao tử. Mà bao tử với tì khỏe mà gan không khỏe cũng như không, thì phải bổ gan. Cho cái bổ gan nó chuyện tì chứ. Bổ gan phải chuyện tì. Đó là lý thuyết của đồng ý. Cái nào bên đồng ý, cái nào tả là tả, cái nào phủ là ra phủ, phải không? Anh không có đi lẫn lộn được. Bổ mẹ thì tả con. Mà tả con phải bổ mẹ. Cũng như đi nuôi con á, trước nhất là phải giữ gìn sức khỏe mẹ cái đã. Lo cho con nhưng phải giữ gìn sức khỏe, mà cuối cùng mà không giữ gìn chuyện mẹ hai cuối cùng nuôi thời gian hai cho mẹ con bệnh. À, thì ra phải có là lý thuyết của mình đồng ý. Nhưng mà ta cũng phải áp dụng gì cũng áp dụng chứ. Rồi bây giờ ta cắt cái thuốc cái bây giờ mà con quay kỹ cái này đi. Nhưng mà quay kỹ cái này đi ha, để cho mấy anh em ta giờ ta thấy. Tôi chỉ cần nhiêu thôi chứ không cần nhiều ha. Nhiêu đây là khoảng năm mấy sạch một miệng gì đó. Nhưng mà các anh chị này học tại lớp đồng thời học online gì đó, ngày nào hai bữa tôi phải gửi cho anh trên cái mạng á, nhiều chớn á. Bữa nay ta học hai cái bài đào phải không, nhất phải không, mời á, tôi gửi cho anh bài gác, chấm gác, chấm lối, chấm mỏi, rồi cảm giác nóng, cảm giác nó, rồi mấy cái bộ mình dùng á, thì ta chấm, rồi xong anh. Có nhiều cái anh, mấy anh hồi nãy gửi vô cái hình mà tôi gửi qua, rồi ông chấm trên cái hình đó, ông gửi tôi lại. Không được, anh bỏ cái hình đó, tôi cho anh gửi ra, tôi kêu anh chấm số miệng đó cho tôi, cái bộ đao chấm cho tôi, mà anh chấm cho cái mặt của anh á, anh dòm cho kia, anh chấm vô mặt, gửi vô cái hình là nguyên cái bộ đao, chẳng không lấy cái cây này đâu, biết này, ông chấm vô đó. Mấy chừng mấy người xì gòn. Cả đi giúp lại. Đường ăn cái ô đường này đấy thầy. Ông chấm ngay cái số dụ như 6-11, ông chấm về cái tên là gì 61 này rồi. Ông chấm lấy cái cây này, ông chấm là 61 nữa. Ông chấm thì ông có cái đó, đều đi chấm sẵn mà tôi gửi con sẵn mà. Ông lấy cái tiếp này, ông chấm ra ông gửi lại, thì cũng như không. Nhưng mà phải chấm vô cái mặt của anh á. Cho con anh chấm chuyện nó đúng hay chưa, tôi mới chỉnh được. Chứ mà anh chấm gì kiểu đóng như không gửi rồi tôi coi thì ok thôi, thì quá chính xác rồi. À, bởi vì cái mặt của mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai chứ. Anh thấy không, trên này mấy tỷ người đó có mặt nào giống nào đâu. Cái việc của mình đâu có mà giống nào đâu. Người thì mặt lớn, người thì mặt nhỏ, người mặt banh, người mặt có ngắn, người có dịa thòn gì đó. Cho nên chấm việc không có, đây là cái hình. Hình này đó là hình chuẩn, cái hình mẫu cho mình coi coi, mà dựa theo hình mẫu mà chấm theo thực tế là chấm bớt chưa, chấm bớt chưa hả? Mày đang có một thắc mắc là đau
như ví dụ như trong cái bộ trí này là thầy có cho ba bộ huyệt căn bản một lúc, xong rồi ví dụ như thầy cho là như cái này mình đánh hết bộ này, xong rồi mình vô những bộ tiếp theo mà mình có thêm cần khóa thoát không ở phía sau hay không, hay là tất tần tật ba bộ này đúng không, tất bộ này bây giờ tắt đi đều.